Ông ơi, cẩn thận nha ông ơi, cẩn thận cẩn thận. Ồ, nó đục lỗ, nó đục lỗ chân tường nha. Không, cái đó bơm nổ, bơm nổ. Mình đi ra ngoài ngoài á. Rồi, biết rồi, biết rồi. Nghe rồi, nghe rồi, ông ơi. Cầu thang ấy, tầng gọn đấy. Bách cắp thang kìa. Nó chạy đâu á. Cái này giống như chơi trốn tìm vậy ba. Có thằng ở đây là Hiếu. Cho quả bom ở đây được không Hiếu? Cà về đây nha, cà về ra đây. Ôi rôn tôi. Cho quả bom vô hẳn cái đống mà còn rút á. Rút rồi. Đây rồi, em chạy tới nha. Rút đâu rồi. Nhìn có còn rút trong đó đó. Dưới này chết mẹ rồi. Thằng đốc chết rồi. Camera lầu 2 nhá. Ok. Ủa lúc chạy đóng tiêu rồi. Chạy lẹo quá. Ông
bên gì dịch bổ á, ông coi cái sẵn ở đây nè ông. Đó, có thằng có khứa reboot. Có khứa reboot ngay đó. Cẩn thận nha ông. Có hiếu mà nhớ chạy nha ông mẹ. Má nói được nghe được cái gì chết liền luôn. Team Speak nó ăn hết sống làm sao giờ. Team Speak ăn nói nghe chưa? Không nghe được cái gì. Reloading. Nice. Có 7 cấp canh nha. Má vừa mới nói có 7 cấp can xong ăn đặt 7. Ê, cái tiếng gì vậy béo? Con chống rồi nghĩa là mới thấy cấp can này mà. Rác con tên đi, cấp can chết rồi. Còn mỗi Valkyrie là mày sảnh chính á. Cú một tin đi. Từ. Vừa mới nghe tiếng nè. Chó vậy. Chết rồi đó, tiếp. Nice. Hiếu anh ở đây nè. Lên cứu em cái Hiếu. Nhanh. Hiếu đi đường móc, đi đường có cái tường nha Hiếu. Có con rút đang canh rồi đó. Nó đâu đây nè? Không, rút, em thấy rút rồi. Em thấy nó rồi, anh tính lên chạy, anh tính bắn ở đó. Ok, cảm ơn. Đó, nó ngay đây nè. Hiếu, dám liều không Hiếu? Rồi, chết rồi. Đây. Nó dưới, tầng dưới phải không? Mới spot đúng không? Đúng rồi. Có đẹp. Dư nồng kích tay không? Đúng không? Quá đẹp. Hiếu là mấy pha càng đét. Bắn được mấy cái cục kia không Hiếu? Mấy cục bánh đít á. Bắn đi. Có rồi, nó thấy rồi, nó biết tao. Nó mai phá đi xong rồi là đập bông nè. Destroy why destroy the color. Rồi ok, thiệt lửa ok ngon. Đã đi. Ninja, lại đây. Rồi vô ra đi ông ơi. Đùa nó bắn đại không dính được hả? Hai phát rồi đó. Chị chi. Yeah. Oh yeah. Có chừng trên đầu ngay chỗ anh đang có cái một cái hatch nó hay chui á. Đó có một cái hatch á. Toàn cam trong nhà không ha?
nhiều quá đấy thôi. Rắc bê chết nè. Có lòng phiêu chết chứ. Tội vi phiêu vãi. Tội phiêu vãi. Cho nóc nhà nhé. Phiêu chưa gì đã chết. Bị thu. Bây giờ hay hay spawn kill chưa? Má anh canh rồi mà là để hụt thằng bắt bia ở đâu? Nào để cái siêu bên đây vậy? Đấy, rồi đấy. một bé để té. Anh nghe tiếng một thằng đã té hay sao à? Mấy thằng hả? Thấy cái siêu ra. Chặn ngay cửa này hơi bị kỳ. Anh chặn cái chỗ nào em bảo vệ cái thân người chứ đừng chặn mấy cửa lại. Lợi quá, cậu không có barricade được. Không có nóc ta. Ngay đây nè, nó ngay đây nè. Còn thằng nữa. Heartbeat sensor activated. Ngay chỗ anh nè. Thiếu, coi chừng này. Spot ở đó, montage. Thiếu. Double kill em vô. Cái này nó búp được búp sướng dễ sợ, không xi nhê gì. Blitz liền. Đây nè. Đâu spot được. Đây nè. Có Monte nè. Monte đúng không? Còn kêu. Ai kêu như ngay chỗ anh hay sao? Ôi ra phụ với nó flash anh hoài bây giờ. Hiểu ra đi Hiếu, cứ ra cứu nghĩa đi em. Bên đây phải em nào Bell. Bell, kêu ai kêu. Deploying sensor. Nó bị nó phát. U. Cắn. Mẹ ai kêu. Má mày nó có lộ thiên sao? Nó thì nó là lộ thiên với lờ ra mà. Giờ BK chỗ nào cũng như không. Ồ, có khi ngay nè. Deploying heartbeat sensor. Nghe, con kêu đụng nghe. Văng xe bướm vô. Thôi đứng cái gì đây nè. Đúng rồi, nó đứng như này nè. Tao bắn rồi, nó không biết đâu. Tôi biết cho đôi dây lên mà. Nó kiếm chỗ nào nhìn phát thấy hết đúng không? Thấy chỗ này không thấy. Cái góc nhìn nó khác. Rồi đó, Blitz chết rồi đó. Nice. Tính nhảy xuống mà hồi vô này cao quá, sợ nhảy xuống chết luôn. Nó bắn từ dưới lên hay sao vậy? Nó vô luôn hả? Từ dưới lên á. Biohazard container securing paused. Thằng kia dưới rồi. Còn thằng lại nó không biết đâu rồi. Đứa này anh xuống dưới bắn rồi. Đến coi cam. Này là nó bên ngoài nè. Spot đó. Ngoài đâu? Đó, spot rồi đó. Đó đi. Nice. Dám dùa để tử rồi. Dám dùa với sư phụ này. Cam in position.
Katana đục chừng ở dưới nha. Nó nằm xuống, nó nằm xuống nha. Con mìn mà cũng chạy ra nó bắn. Đây đây. Tươi lì. Cái gì? Giết bằng mili luôn à? Ngon vậy? Hỏi đâm, hỏi ổng đâm. Hỏi ổng đâm thằng mon tẹp đâm luôn thằng thằng lát bia. Oh, nice. Còn máu không? Một con nằm trong đấy. Còn máu 100. Nice. Yếu càng đẹp. Coi chừng còn ăn nha. Ê, nghĩa coi trong phòng coi, nghĩa còn có ăn. Chết rồi nè, đó, một em đã chết. Em không mang lại hạnh phúc cho nhau. Sao chết vậy mấy bộ? Nghĩa, ở trong phòng, cái phòng mà họp đó nghĩa. Ờ, biết rồi, biết. Nghĩa nhắm lên, nghĩa ăn không nghĩa? Có thằng bandit. Cái hầm lên qua. Nghĩa, cầm con bên địa lên luôn đi Nghĩa. Đua ngoài cửa sổ. Bye bye. Tên đâu? Đi mày. Quá đỉnh. Nghĩ vậy.